Hello, welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau so sánh cuộc sống Việt Mỹ quý vị. Tức là có so sánh cuộc sống Việt Nam và ở Mỹ à, hấp dẫn không? Nghe tựa đề thấy hấp dẫn đúng không? Ở gần đây quý vị, không biết là có khá là nhiều thành phần quý vị, không biết là ăn cái giống gì mà coi như là cứ mở miệng ra là chê Mỹ. Mặc dù Mỹ nó giàu quý vị, mặc dù Mỹ đế nó giàu, mặc dù Mỹ đế nó văn minh, mặc dù Mỹ đế nó là siêu cường quốc, còn Việt Nam chỉ là một nước nghèo ở khu vực Đông Nam Á. Còn nói về thu nhập đó nha, thì người ở Việt Nam quý vị làm một tháng chỉ bằng người trên bên Mỹ bên Tây là một ngày nha. À, tiền bố mạnh như đó, tiền bố mạnh như đó. À, mà coi như là có khá là nhiều thành phần quý vị trong và ngoài nước. À, tụi nó nào là trời bên Mỹ khổ lắm, à, bên Mỹ đóng thuế cao. À, cuộc sống đầy áp lực không? Coi như là buồn ha, làm nhiều ha, đừng có ảo tưởng về nước Mỹ nữa. Vâng 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 à, trước tiên là để em xin lặp lại lần thứ 101. Những cô chú anh chị nào ở Việt Nam, 100 triệu người đó, 100 triệu người đang ở Việt Nam á, bây giờ mình hỏi một câu đơn giản ngoài đó, vì mình hỏi hoài mà không ai trả lời hết á. Nếu mà quý vị ở Việt Nam mà không có giấy tờ đi Mỹ thì quý vị đừng lo, cuộc sống Mỹ làm gì nó mắc cười lắm. Ok, cô chú anh chị nào ở Việt Nam mà không có giấy tờ đi Mỹ đừng quan tâm cuộc sống Mỹ, nghe nó buồn cười dữ lắm. À, trời ơi trời, bây giờ mình hỏi nè, cái cuộc sống của quý vị ở Việt Nam hiện giờ nè, quý vị không lo mà quý vị đi lo cho cái xứ sở giàu có nổi tiếng như là Mỹ đế làm gì cho nó mắc cười vậy? À, anh chị ở Việt Nam nghĩ mấy Việt kiều mà coi như là hai hàng hay là Việt kiều thất bại, hay nghĩ xem ở Việt Nam nếu mà quý vị mà không có tiền để mà đóng tiền học cho con em quý vị đó là tụi nó sẽ bị dốt đúng không? Tụi nó sẽ bị dốt, tụi nó sẽ không được đi học. À, hoặc là nếu quý vị mà không có tiền đóng tiền ăn đó, nghe là tụi nó sẽ không được ăn đúng không? Và nếu mà quý vị ở Việt Nam mà quý vị không có sức để mà đi làm á thì gia đình quý vị sẽ ăn cám, ơi lộn ông sao ăn cháo, gia đình quý vị sẽ ăn cháo, thậm chí là không có cháo để mà ăn nữa. Ok à, nếu mà gia đình của mấy anh chị mà Việt Nam mà coi như là mà không có sức lao động, bị sự cố tai nạn hay là bị bệnh gì đó, nói chung là hay là bị thất nghiệp gì đó, quý vị ở Việt Nam phải nghĩ xem à, ai sẽ cho cơm quý vị ăn? Mạnh Thường Quân à, Mạnh Thường Quân nó cho quý vị ăn được mấy bữa hả? Mạnh Thường Quân nuôi gia đình quý vị được mấy bữa? Ai sẽ cho cơm quý vị ăn? Ai sẽ đóng tiền học cho con em quý vị để tụi nó được học chữ hả? Không một ai hết đúng không? Tại vì ở Việt Nam nó đâu có phúc lợi xã hội giống như ở nước ngoài quý vị hả? Trong giờ về Mạnh Thường Quân à, Mạnh Thường Quân nuôi được cả nước Việt Nam hả? À, thấy không? Cái đó là cái vấn đề mà coi như là những anh chị Việt Nam cần phải quan tâm đó. Cái đó là cái chuyện mà mấy người phải nên lo đó. Trời ơi trời, ở đó mà lo cho gì nè. Ở bên Mỹ khổ, ở bên Mỹ cực, ở bên Mỹ là xu cao thế nặng. Mỹ khổ. Mấy anh chị ở Việt Nam hay là mơ yên tâm đi, quý vị không có cơ hội để được đi Mỹ đâu. Nếu mà thì bây giờ em hỏi là thứ 101 nè, 100 triệu người ở Việt Nam có được mấy người có giấy tờ đi Mỹ? Có được mấy người có giấy tờ đi Mỹ? Mà nếu mà ai mà không có giấy tờ đi Mỹ phải không, thì quý vị nghĩ xem Mỹ nó khổ hay nó sướng đâu ảnh hưởng gì tới quý vị đúng không? Đúng không? Có chuyện đó nghe. Ở Việt Nam á, có nhiều đứa nó nói chuyện buồn cười lắm quý vị. Ở Việt Nam á nha, đi xe máy đúng không, là làm cũng làm giống như bên Mỹ vậy đó, làm một tháng là coi như cũng hai mấy ngày, mỗi ngày cũng làm 8 tiếng 10 tiếng giống như bên Mỹ vậy đó. Nhưng mà thu nhập á chỉ có vài triệu một tháng nè, vài triệu đồng một tháng, 5-6 triệu gì à. Mà tụi nó lại than á là coi như ở Việt Nam sướng lắm, trời làm việc nhàn nhã lắm, à, có bữa ăn gia đình không áp lực. Còn bên Mỹ người ta cũng làm một tháng hai mấy ngày, ngày làm 8 tiếng,
lương thì gấp 30 lần tụi nó. Thì tụi nó lại nói là trời bên Mỹ cực lắm, áp lực lắm, su cao thế nặng, không có thời gian ăn cơm, không có bữa ăn gia đình. Có gì kỳ vậy? Cũng là ngày làm 8 tiếng mà coi như bên Việt Nam có thời gian, bên Mỹ không có thời gian gì lạ vậy, đúng không? Nghe là thấy nó buồn cười vậy đó. Rồi chưa kể nè, cái này mới quan trọng nè, cái này mới quan trọng nè, là ở gì? Là ở Mỹ, không? Ở bên Mỹ này nè, người ta đi làm á, người ta thu nhập nghìn đô đúng không? Nghìn đô đúng chưa? Cái còn ở Việt Nam á, đi làm cũng là đi làm luôn, không? Ở Việt Nam cũng đi làm luôn, ok. Nhưng mà gì? Thu nhập chỉ có vài triệu một tháng thôi, 5-6 triệu một tháng thôi, đúng không? Cái đầu tụi nó sẽ nói vậy nè quý vị, cái đầu tụi nó ở Việt Nam nó nghe làm 5-6 triệu một tháng cũng như bên Mỹ 5-6 ngàn đô thôi. Ở bên Mỹ đóng thế xài cũng hết, ở Việt Nam không có đóng thế. Lại là một cái gọi là sao lờ nữa, mình nói thiệt sao lờ nữa. Tụi nó nói chuyện mà tụi nó không có hề biết được, không có hình dung ra được 5-6 ngàn đô nó như thế nào quý vị. À, trước tiên á, để em hỏi quý vị là cả trăm lần thứ 101 nè, ở Việt Nam đó nha, lương 5-6 triệu đúng không? Hay thậm chí lương 10 triệu luôn á, hay lương 15 triệu luôn á, quý vị mua được cái gì? Nhà thì chắc chắn là mua không được rồi đó, ok, cái mức lương đó chắc chắn là xe hơi cũng không mua được, không? Thậm chí điện thoại iPhone cũng không mua được. Tại cái iPhone đó, tới 3 mấy triệu luôn, iPhone 15, 16 tới 3 mấy triệu luôn, đúng chưa? Đúng hay chưa đó? À, đúng chưa? Thấy không? Đồ hiệu du lịch thế giới nước ngoài gì đó cũng không được. Cái mức lương đó là cái mức lương gọi là con. À, cái mức lương gọi là mức lương thấp bé. Ok. Trời ơi, thấy lạc luôn. Quý vị nghĩ xem, lương ở Việt Nam vài triệu một tháng, đóng tiền nhà trọ hết bao nhiêu rồi? Cỡ 2 triệu đúng chưa? Tiền ăn một tháng 3-4 triệu nữa. Không lẽ quý vị không ăn đúng không? Không lẽ ở Việt Nam không ăn tháng 30 ngày thì thôi. Tháng là 30 ngày, không lẽ chỉ ăn 20 ngày, còn 10 ngày kia nhịn đúng không? Đúng không? Rồi tiền này tiền kia nữa, đủ thứ tiền hết. Làm gì mà còn tiền nữa? Hả? Làm gì mà còn tiền nữa? Cái đầu có diễn một số thành phần nó lại cãi tiếp quý vị. Có nhiều đứa nó thích cãi lắm, mặc dù nó cãi bậy không à. Nó sẽ nói là trời ơi, ở Việt Nam đó nha, người ta mua nhà mua xe người ta trả cái một hà, chứ không có trả góp giống như tụi mày ở nước ngoài đâu. Ở Việt Nam làm ơn hay đi mua nhà mua xe hơi trả một cái một giùm đi, lease đúng không? À, quý vị thấy em nói chuyện dễ hiểu không? Hết chuyện nó nghe mua nhà mua xe hơi ở Việt Nam đó, hãy làm ơn đi mua nhà coi như là 4-5 tỷ gì đó trả cái một đi, ok, đừng ra ở nhà trọ nữa, làm ơn đi đó. Mấy chục triệu người đang ở nhà trọ từ Bắc vô Nam đó, tất cả thị thành thị trấn thị xã thành phố gì đó đang ở nhà trọ, đang ở khu công nghiệp gì đó, hãy làm ơn đi mua nhà đấy, mua đi, mua đi. Thử coi có mua được không hả? Thử coi mua được không? À, đừng nói là coi như ở ai mà ở Việt Nam mà đang ở nhà trọ, đừng có nói với em là coi như là quý vị đó là coi như không có nhu cầu mua nhà nha. Quý vị thích ở nhà trọ nha. Ha, mua đi. Còn không mua nhà được không? Đi mua chiếc xe hơi chạy đi. Mua xe VinFast kìa cũng được nè. Ok. Đi mua xe quốc dân của mấy người đi. Khỏi cần mua xe Mỹ, xe Nhật gì ở đây mất công lắm. Mua xe quốc dân đi, xe VinFast đó. Mua đi. Mua đi, đúng không? Đi xe máy chi cho cực, đúng không? Ở Việt Nam hiện giờ nữa quý vị, mấy chục triệu người 100 triệu người thì hết 90 mấy triệu người đang đi xe máy, đúng chưa? Đúng không? 90 mấy% người Việt không có khả năng mua xe hơi, đang đi xe máy. Đi mua xe hơi đây, đi mua xe quốc dân đó, đúng không? Khỏi có cần mua xe nước ngoài, hãy là mở mua xe quốc dân của người Việt Nam đi, mua đi. À, đi xe máy chỉ cho cực, đúng không? Đi xe máy là nó phải cực rồi đó.
cái dĩ nhiên là gì quá vậy, một số thành phần nữa nó tụi nó lại cãi nữa, thấy không, tụi nó lại nói vậy nè, trời đất nha, ở Việt Nam đâu có nhu cầu mua xe hơi là không cần thiết, thấy không, ở Việt Nam đi xe máy được rồi, đường hẹp nước nhỏ đi xe máy được rồi, em nói thiệt lãi sáu lơ nữa, lãi là sáu lơ nữa, tại sao? Tại vì cái vấn đề là thu nhập của người Việt Nam không mua được xe hơi đó. Thu nhập có vài triệu một tháng à, chiếc xe thì mấy trăm triệu cả tỷ, làm sao mà mua được, mua bằng cách nào, nằm mơ thôi, mua bằng chiếc chim bao à, không thể mua được, chứ không phải là không có nhu cầu mua. Quý vị nghĩ xem, ở Việt Nam á, trời nó nắng đúng không, trời nắng nè, trời nóng, hoặc là tới mùa mưa thì trời mưa. Đó, tới mùa mưa cái là trời mưa đúng chưa? Mà coi như tức là đi chiếc xe máy sẽ bị nắng nè, sẽ bị mưa nè, không? Rồi bị bụi rồi nè, cái đúng chưa? Đúng chưa? Rồi ở Việt Nam là gì? Phải không? Nhiều xe tải rồi, xe máy rồi, tùm lum hết, quẹt một cái là coi như té xe đúng không? Đúng không? Tức là cái gì? Đi xe máy nguy hiểm nữa đúng chưa? Đúng chưa? Mà coi như là có một số thành phần ở Việt Nam nó dám nói là coi như là ở Việt Nam là các anh chị quý vị không có nhu cầu đi xe hơi, tại vì xe hơi là không cần thiết. Tụi nó đang nói chuyện là giống như là cái nhu cầu của người Việt Nam là chỉ có ở nhà trọ với đi xe máy là đủ rồi, còn những thứ mà cao xa giống như là nhà mà rộng rãi đầy đủ tiện nghi đồ, máy lạnh máy điều hòa hay là máy giặt máy sấy đồ, hay là đi xe hơi máy lạnh ghế da cửa sổ trời đồ, đó là dành cho dân nước ngoài thôi. Chứ người Việt chỉ cần cơm cháo đạm bạc qua ngày là đủ rồi. Quý vị thấy một số thành phần ở Việt Nam tụi nó nói chuyện kiểu đó đó. Tụi nó ăn nói cái kiểu đó đó. Quý vị nghe thôi là quý vị không, chỉ muốn chửi. À, mà mở miệng ra đó quý vị là phải so sánh với coi như là Việt Kiều mới chịu nha. So sánh với cuộc sống Mỹ mới chịu nha. À, cái đó là nãy giờ em nói là thành ra những cái anh chị nào mà ở Việt Nam á mà không có giấy tờ đi Mỹ đó, hãy quan tâm tới cuộc sống của quý vị ở Việt Nam đi, lo cho Việt Kiều làm cái gì, lo cho dân Mỹ à. Việt Kiều ở Mỹ hay dân Mỹ nói chung á, người ta nghèo á, người ta có trợ cấp đúng không? À, cái dĩ nhiên là một số thành phần Việt Nam đó, trời đất nghe, ở Mỹ mà ăn trợ cấp. Ở Việt Nam nè, bây giờ em cho quý vị Việt Nam biết, ở Việt Nam quý vị có muốn ăn trợ cấp cũng không có đâu mà cho quý vị ăn, ok? Nghe không? Tuyên bố mạnh vậy đó. Ở Việt Nam quý vị có muốn là coi như là con em quý vị đi học không tốn tiền cũng không có ra đâu, có nằm mơ đi cái 10 kiếp nữa có không ra đâu. Ok. Còn ở Mỹ quý vị đi học miễn phí, được xe đưa đón. Quý vị ở Việt Nam quý vị có một số thành phần quý vị nó nói trời ơi bên Mỹ đó nghe đóng thế mới được đi học miễn phí, thấy không, đó là tiền thế đó. Bây giờ mình xin hỏi những Việt Kiều thất bại nè, những người ở Việt Nam nè, quý vị nghĩ xem quý vị qua Mỹ quý vị làm được mấy đồng, đóng thế mấy đồng, đóng thế một năm mấy đồng, quý vị hỏi mấy Việt Kiều thất bại nó đóng một năm mấy đồng thế hả? Trong khi đó đi học giáo dục bên Mỹ là gì quý vị, là cái giống như ở bên Việt Nam mà quý vị đi học trường quốc tế vậy đó, được ăn uống miễn phí, được đưa đón miễn phí, học chương trình giáo dục Mỹ, tiếng Mỹ đồ này kia, được sách vở miễn phí, nói chung là cái gì cũng miễn phí hết á. Quý vị ở Việt Nam quý vị hãy tưởng tượng xem, quý vị hãy hình dung xem ở Việt Nam, không, quý vị hãy tưởng tượng hình dung xem ở Mỹ học giống như là ở Việt Nam học trường quốc tế vậy đó mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thấy được cái tầm quan trọng và cái tầm cỡ của nó chưa? Hả? Đó là cuộc sống Mỹ đó. Còn ở bên Mỹ này nè, thí dụ mà ai mà nghèo ốm đau bệnh tật rồi đó, hay là thu nhập thấp rồi đó, là người ta có trợ cấp. Trợ cấp tức là gì? Tức là mỗi tháng chính phủ Mỹ nó sẽ phát tiền cho người ta xài. À, nó sẽ cho tiền ăn cho mỗi một người là 200-300 gì đó. Ok, 200-300 đô một người một tháng, tức là nhà mà nào mà coi như là 4-5 người đó nha, một tháng là chính phủ Mỹ nó cho ăn cả 1,000 đô tiền ăn, 1,000 đô tiền ăn miễn phí mỗi tháng, như cứ tháng nào là cũng vậy hết á, phải không?
Còn tiền mà những người gia đình đó họ làm riêng ở ngoài đó là bỏ túi riêng. Vậy thấy không? Đó. Thấy chưa? Thấy không? Còn nhà nào mà coi như là ốm đau bệnh tật không có khả năng lao động á, chính phủ Mỹ người ta nuôi trọn đời luôn, trọn đời luôn. À, bởi vậy các anh chị Việt Nam không? Quý vị có bao giờ thấy cái cảnh mà coi như là trẻ em đi bán vé số trên nước Mỹ không? Không có. À, quý vị ở Việt Nam, quý vị có bao giờ thấy cái cảnh mà coi như là người già mà coi như 70-80 tuổi, 80-90 tuổi đi bán vé số không? Quý vị có bao giờ thấy cái cảnh mà người thương tật ở trên đất Mỹ này mà ngồi bán vé số không? Hay là làm những cái công việc nào khác để mưu sinh không? Không có. Tại người ta được chính phủ nuôi rồi, mỗi tháng nó cho tiền ăn, tiền xài rồi đi làm gì nữa, đúng không? Họ là những thành phần mà thứ nhất là coi như là chưa tới tuổi lao động, thứ hai nữa là hoặc là không có khả năng lao động, hoặc là sức khỏe không cho phép. Họ đâu có cần phải đi làm cái gì, họ phải nên được nuôi mới đúng. À, cái dĩ nhiên là một số thành phần, đặc biệt là bò đỏ đó quý vị, đặc biệt là mấy cái nước mà mấy cái đứa mà nó yêu nước mà cực đoan đó quý vị, tụi nó sẽ nói là trời ở Việt Nam đó nghe, đó là tự họ muốn. Đâu có ai ép họ đi bán vé số, hay đâu có ai ép họ đi lụm vé chai, vậy đâu có ai ép, vấn đề người ta không có tiền. À, vấn đề ở Việt Nam là gì quý vị? Mấy cái người nghèo đó quý vị, họ đâu có tiền, đúng không? Thí dụ người già cả hay người nào mà ốm đau bệnh tật, họ đâu có đi làm được. Hay là mấy đứa nhỏ gia đình nghèo đó quý vị, gia đình nó đâu có tiền, đâu có trợ cấp gì cho tụi nó đâu, đúng không? Đâu có ai cho tiền tụi nó đâu. À, quý vị nghĩ xem, đâu có ai cho tụi nó mỗi tháng 1,000 đô đâu, đúng không? Đâu có ai cho tụi nó tiền ăn gì đâu mà. Thành ra quý vị nghĩ xem, quý vị ở Việt Nam nghĩ xem, nếu gia đình của quý vị mà không có người có khả năng lao động, hay là trụ cột gia đình bị ốm đau bệnh tật, hay là quý vị làm không có đủ tiền ăn, quý vị không có đủ tiền đóng tiền học, không? Hay là quý vị bị thất nghiệp, ai sẽ nuôi gia đình quý vị? Ai sẽ cho tiền gia đình quý vị ăn? Ai sẽ cho con em quý vị đi học, không? Tới lúc đó gia đình quý vị mà không ăn cháo mới là lạ đó, không ăn cháo mới là lạ đó, đúng không? Thành ra là coi như là những người nào mà người ta coi như là bán vé số rồi ở Việt Nam gì đó là bắt buộc, đơn giản là cái đó là cái nguồn thu nhập của người ta, không bán không có tiền, ok, không phải là người ta thích. À, quý vị kêu mấy cái đứa mà gọi là yêu nước cực đoan với bò đỏ được, quý vị kêu tụi nó đi bán vé số. Hay là mấy đứa người mà coi như trong gia đình dòng họ của mấy vị kia thất bại đó, kêu tụi nó bán thử coi, kêu tụi nó bán vé số đi, thử coi tụi nó nghĩ hay sao, coi tụi nó có thích đâu. Không, trời trời, ở đó mà coi như là tại vì họ thích, hỏi hỏi mà tụi nó có thích làm chị Kiều không? Ê à, hỏi tụi nó có thích làm gì kiều khác nước không quý vị? Thôi, video đi dài, em xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.